Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Nhà nông tài ba, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhà nông tài ba nhằm giúp cán bộ hội viên nông dân nâng cao nhận thức, đưa nhanh các cơ chế chính sách vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Và mỗi một chương trình thì chúng tôi sẽ có 3 đội cùng tham gia và các đội sẽ lần lượt trải qua các phần thi Lời chào nông dân, kiến thức nhà nông và phần thi tài năng nông dân. Và chương trình ngày hôm nay được ghi hình tại huyện Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang. Đây là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi có nhiều di tích lịch sử cách mạng, trong đó có khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, nơi diễn ra đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng có nhiều di sản văn hóa phi vật thể quốc gia quốc tế như hát hen, lễ hội lồng tồng của dân tộc tày, hát báo dung và nghi lễ cấp sắc của dân tộc giao. Thiên nhiên đã ban tặng cho chiêm hóa nhiều danh thắng kỳ vĩ thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, tiêu biểu như thác bản ba của xã trung hà và thác lụa của xã hòa phú đang là điểm đến hấp dẫn du khách trong những năm qua hội nông dân huyện chiêm hóa đã nỗ lực tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội tích cực ứng dụng chuyển đổi số đồng thời đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá đổi mới các hoạt động dịch vụ đào tạo nghề tư vấn và hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hộ kinh tế trang trại gia trại và tổ hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị vận động quỹ mái ấm nông dân nhằm hỗ trợ hội viên nghèo xóa nhà tạm, nhà rột nát. Để phát huy lợi thế, huyện Chiêm Hóa đã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết, chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có lợi thế gắn với chế biến và tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản lên trên 2.500 tỷ đồng. Trước khi đến với phần thi đầu tiên ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc có tên Một ngày anh lên chiêm hóa qua phần biểu diễn của đức hoa đến từ xã yên lập thể hiện một ngày ánh lên chiêm hoa núi rừng vòng tiếng đàn then bản làng nay thấy nhiều quá để chân ai lạc lối về nghe thiết tha vinh quang kim bình bóng bắc xưa như vẫn còn đây tình ơi là cô em gái tay chưa tràn vang vọng rừng núi chiêm hoa Mai tiếng hát em xuân vang mãi câu đồng người anh đi trong xanh xanh rừng đi bên em trong ngập ngừng tình yêu nghe xôn sao xôn sao rừng nghe mênh mang mênh mang trời mùa xuân chiêm hồ

vòng tiếng đàn then bản làng nay thay nhiều quá đi chân ai lạc lối về nghe thiết tha vinh quang kim bình bóng bác xưa như vẫn còn đây tiếng ơi là cô em gái tay chưa chan vang vòng rừng núi chiêm hoang nhớ mãi tiếng hạt em mãi câu người anh đi trong xanh xanh rừng đi bên em trong ngần ngừng tình yêu nghe xôn xao xôn xao rừng nghe mênh mang mênh mang trời mùa xuân chiêm hoa nhớ mãi tiếng hát em rừng núi vàng mãi câu đò ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Cảm ơn Tiết Mục Văn Nghệ đến từ đội xã Yên Lập Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với phần thi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay Phần thi có tên Lời Chào Nông Dân Về quê tôi hôm nay vui sao Thì cười tiếng hát xuân sang buồn làng Đồng hôm nay ngô khoai chèn hoa Bức xanh quê Tươi màu nắng mơ đội thi tham gia chương trình nhà nông tài ba đến từ xã ngọc hội xin được gửi tới quý vị đại biểu ban tổ chức ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất chúc hội thi thành công tốt đẹp Thưa hội thi, Ngọc hội quê tôi đang từng ngày đổi mới, xóa đói giảm nghèo tiến tới ấm no. Đồng ruộng quê tôi mùa nối mùa, đưa giống mới cho năng suất mới. Nông dân Ngọc hội đầu tư trang trại, vườn ao chuồng hứa hẹn sự giàu sang. Hội nông dân sáng Ngọc hội chúng tôi có 15 chi hội và hai tổ hội nghề nghiệp có 776 cán bộ hội viên trên 400 hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh giỏi và đặc biệt xã Ngọc hội chúng tôi có sản phẩm bún khô đạt hạng ô cốp 3 sao. Nông dân Ngọc Hội sớm chiều chăm chỉ, cùng nhau suy nghĩ xây dựng phong trào. Trên khắp vùng quê nhà xây lan sát, hành lang ngõ xóm xanh sạch môi trường, cho tới ruộng vườn bốn mùa xanh tốt. Đến với hội thi ngày hôm nay, Ngọc Hội xin được bắt tay kết đoàn, ba cơ sở hội tức bừng, đua tài đua sức tràn đầy niềm vui. Đội thi của chúng tôi đến tham dự hôm nay gồm ba thành viên. Thanh Hằng đội trưởng tôi đây công tác của hội hăng say nhiệt tình. Thanh Tùng có tính cần cù cùng nhau chia cùng với chi hội thi đua làm giàu. Hà Quỳnh tôi hát rất hay sớm ngày rèn luyện hăng say phong trào. cả, cả đội, xin đội xin gửi lời chào tới ba ban bà. tổ chức nhà nông tài ba kính chào cô bác gần xa, xa những người, người đã cổ động ta nhiệt tình, tình. đội tôi, tôi đến với chương trình với tinh thần. Nông, nông nghiệp xanh tương lai bền vững. Bài ca xây dựng nông thôn mới, bài ca xây dựng làng quê ta. Làm giàu cho quê hương, làm giàu cho đất nước, cùng làm cho người nông dân yêu thiết tha quê hương mình. Xin kính chào các quý vị đại biểu, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhà Nông Tài Ba năm 2024. Hôm nay đội Hùng Mỹ chúng tôi đến đây gồm có 3 thành viên. Tôi là Bùi Thanh Tùng, tri hội viên tri hội nông dân thôn Hùng Cường. Tôi Mai Thanh Bình, tri hội trưởng tri hội nông dân thôn Hùng Tiến. Còn tôi Lý Thị Xuân là hội viên nông dân thôn Hùng Dũng. Rất mong nhận được sự cổ củ vũ của toàn thể quý vị khán giả dành cho cả ba đội thi. Xã Hùng Mỹ có diện tích trên 6.000 ha. Tổng số hội viên hội nông dân trong toàn xã là trên 1.000 hội viên tỷ lệ chi hội trưởng là đảng viên đạt 100%, hàng năm gần 400 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Mỗi năm mỗi chi hội hỗ trợ ít nhất một hội viên. Cơ cấu kinh tế đang ngày một chuyển dịch mới, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, hình thành các mô hình như mô hình trồng mía nguyên liệu trên 14 ha, mô hình trồng cam bưởi trên 6 ha, trồng dưa ớt 12 ha, diện tích trồng rừng FSC đạt 500 ha. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hội nông dân xã đã vận động hội viên xây dựng trên 100 bể bioga, bể tự hoại, các công trình vệ sinh, xây dựng 12 mô hình đồng ruộng sạch, sản xuất sạch, góp phần tích cực phong trào tuyên quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, đưa xã Hùng Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 cuối cùng đội hùng ý chúng tôi xin được gửi tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình nhà nông tải ba lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc chúc, chúc chương trình thành công rực rỡ xin trân trọng, trọng. cảm ơn, ơn. về quê tôi hôm nay vui sao tiếng cười tiếng hát xôn sang buồn làng đồng hôm nay ngô khoai trên hoa bức tranh quê tươi màu nắng mới cánh đồng xanh xanh mương xây dòng ngang vui cùng làng về tiếng mây theo vang người quê tôi hân hoan cầu hát người quê tôi mùa cơn mùa kính thưa quý vị khán giả đội nông dân xã Yên lập chúng tôi gồm có 3 thành viên tôi Hà Thị Minh hội viên Triệu hội trưởng nông dân thôn Cốc Tái tôi Hoàng Văn Lị tri hội trưởng hội nông dân thôn Yên Vinh tôi Tạ Thị Xuyên hội viên nông dân thôn Nà Dầu đến Yên lập du khách sẽ được trải nghiệm mô hình hồ thủy điện chiêm hóa check in vườn mận nạ hét thưởng thức đặc sản đạt ô cốp hạng 3 sao 4 sao như bánh gai bánh củ chuối cá lăng hồng không hạt thực hiện phong trào tuyên quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa hội nông dân xã đã hỗ trợ 50 thùng đựng rác hữu cơ xây dựng 18 mô hình xử lý rác thải và phân loại rác thải sinh hoạt 12 mô hình đồng ruộng sạch Sản xuất sạch. đội yên lập tham gia chương trình nhà nông tài ba với tinh thần tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái, thái nông thôn nông hiện đại, đại nông, nông, nông dân văn minh xin trân trọng cảm ơn Vừa rồi quý vị và các bạn đã làm quen với ba đội chơi có mặt trong chương trình ngày hôm nay và ngay bây giờ thì xin mời đồng chí La Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Chiêm Hóa sẽ là nhận xét và chấm điểm cho ba đội chơi. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý vị khán giả. Thay mặt cho ban tổ chức xin được chúc mừng cả ba đội đã thực hiện cái phần thi lời chào nông dân hoàn thành. Tôi xin được nhận xét đánh giá cái nội dung của ba đội như sau. Trước hết về nội dung thì cả ba đội thì chúng ta đã chuẩn bị các nội dung phải nói là rất là chu đáo đã nêu lên được những cái nội dung và những cái kết quả nổi bật của địa phương của tổ chức hội mình ở tại địa phương mình thì ban tổ chức xin được cho điểm ba đội như sau đội thứ nhất là đội Hồng Mỹ là 19 trên 20 điểm đội thứ hai là đội Yên Lập là 18 trên 20 điểm và đội thứ ba là 17 trên 20 điểm. Xin được chúc mừng cả ba đội. Xin ra uh, xin chào cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, phần thi có tên kiến thức nhà nông. Ở phần kiến thức nhà nông, các đội sẽ cùng nhau trả lời lần lượt 10 câu hỏi về các cơ chế chính sách có liên quan đến nông nghiệp nông dân nông thôn, các nhiệm vụ đổi mới, đột phá của tổ chức hội nông dân. Cả ba đội cùng đưa ra đáp án, đội nào trả lời đúng sẽ được 5 điểm. Ở phần thi kiến thức nhà nông thì chương trình sẽ đưa ra 10 câu hỏi và trong chương trình ngày hôm nay thì chương trình sẽ đưa ra 10 câu hỏi xoay quanh chủ đề nông dân tham gia phát triển sản phẩm ô cốp. Cả ba đội đã sẵn sàng tham gia phần thi này chưa ạ? Câu hỏi số 1. Quy định mức hỗ trợ cho chủ thể có sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên theo nghị quyết số 03 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, sản phẩm ô cốp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. A. Sản phẩm đạt 3 sao hỗ trợ 10 triệu đồng trên một sản phẩm, sản phẩm 4 sao hỗ trợ 20 triệu đồng trên một sản phẩm, sản phẩm 5 sao hỗ trợ 50 triệu đồng trên một sản phẩm. B. Sản phẩm đạt 3 sao hỗ trợ 20 triệu đồng trên một sản phẩm, sản phẩm 4 sao hỗ trợ 30 triệu đồng trên một sản phẩm, sản phẩm 5 sao hỗ trợ 50 triệu đồng trên một sản phẩm. C. Sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao hỗ trợ 30 triệu đồng trên một sản phẩm, sản phẩm 5 sao hỗ trợ 50 triệu đồng trên một sản phẩm. Xin mời ba đội đưa ra đáp án. Vâng, ở câu hỏi đầu tiên thì cả ba đội lựa chọn đáp án A và xin chúc mừng cả ba đội đã giành được điểm ở câu hỏi này. Câu hỏi số 2, chỉ tiêu hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hàng năm được đề ra trong nghị quyết đại hội 10 Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 A 50%, B 60% và C 70%. Cả ba đội lựa chọn đáp án B và xin chúc mừng đây là một đáp án chính xác. Câu hỏi 3 định mức hỗ trợ chi phí xây dựng, đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bao bì, nhãn mác sản phẩm theo quy định. Theo nghị quyết số 10 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là bao nhiêu? A. 100 triệu đồng trên một dự án. B. 200 triệu đồng trên một dự án. C. 300 triệu đồng trên một dự án. Xin mời ba đội. Cả ba đội lựa chọn đáp án A và đáp án mà chương trình đưa ra đó là đáp án A. Xin chúc mừng. Câu hỏi số 4. Nghị quyết Đại hội 10 Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm hộ hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp so với hộ đăng ký? A. 40%, B. 50% và C. 60%. Xin mời ba đội. Vâng, đáp án chính xác mà chương trình đưa ra đó là đáp án B. Xin chúc mừng. Câu hỏi 5, Nghị quyết Đại hội 10 Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 xác định tỷ lệ chi hội ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức hoạt động là bao nhiêu? A. 90%, B. 95% và C. 100%. Các bạn đội cùng lựa chọn đáp án C và đáp án C là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi số 6. Theo quyết định số 182 ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030, thì mục tiêu đến năm 2025 thu hút thêm bao nhiêu phần trăm hộ hội viên nông dân tham gia tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp? A. 3%, B. 5% và C. 10%. Xin mời ba đội. Các ba đội lựa chọn đáp án B và đây là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi số 7. Theo quyết định số 148 QĐTTG ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình ô cốt. Việc phân hạng sản phẩm chương trình ô cốt được phân thành mấy hạng? A. 3 hạng, B. 4 hạng và C. 5 hạng. Xin mời ba đội. Các đội lựa chọn đáp án C, 5 hạng và đây là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi số 8. Mục tiêu thu hút thêm số hội viên nông dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 theo nghị quyết số 182 ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ là bao nhiêu? A. 5%, B. 10% và C. 15%. Vâng, đáp án mà chương trình đưa ra đó là 10%, đáp án B. Xin chúc mừng. Câu hỏi 9. Nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị Trung ương năm khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, đề ra mục tiêu đến năm 2030 có bao nhiêu hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp? A. Trên 4.000 hợp tác xã, B. Trên 5.000 hợp tác xã và C. Trên 6.000 hợp tác xã. Xin mời 3 đội ạ. Vâng, tiếp tục đó là đáp án B và đây là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi số 10. Mức hỗ trợ kinh phí cho tổ chức cá nhân có gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm ô cốp tại các hội trợ, hội nghị, sự kiện ngoài tỉnh theo nghị quyết số 3 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. A. 15 triệu đồng. B. 20 triệu đồng. C. 25 triệu đồng. Cả ba đội cùng lựa chọn đáp án B và đáp án mà chương trình đưa ra đó là 20 triệu đồng. Đáp án B là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Theo quý vị, theo các bạn như vậy thì cả ba đội chơi đến từ xã Ngọc Hội, xã Hùng Mỹ và xã Yên Lập của chúng ta ngày hôm nay thì đều là những hội viên rất là am hiểu về các cơ chế chính sách. Bởi vậy thì các đội ở phần thi kiến thức nhà nông thì đã trả lời chính xác được cả tất cả 10 câu hỏi và giành số điểm tối đa ở phần thi này. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cả ba đội chúng ta tiếp tục đến với phần thi thứ ba cũng là phần thi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay phần thi có tên tài năng nông dân theo quý vị, thưa các bạn, nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông Dân Tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 xác định nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ Hội Nông Dân các cấp với hoạt động hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ. Số hóa quá trình sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giúp người tiêu dùng tiếp cận số để biết thêm thông tin về sản phẩm áp dụng công nghệ kỹ thuật số làm thay đổi cách thức quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ truyền thống sang hiện đại và thông minh việc hỗ trợ giúp các hợp tác xã cơ sở sản xuất sản phẩm ô cốp quảng bá sản phẩm trên các trang thông tin điện tử sàn giao dịch thương mại điện tử các hoạt động này đã được Hội Nông dân các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Hoạt động live stream là việc phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội, giúp quảng bá thương hiệu để bán hàng tốt hơn. Trong buổi live stream, các hình ảnh, âm thanh và mọi chuyển động ghi hình sẽ chân thực nhất. Người live sẽ tương tác với khách hàng thông qua giọng nói, hành động, hình ảnh thực tế của sản phẩm. Khách hàng sẽ được giải đáp những thắc mắc, cảm nhận về sản phẩm, tính trung thực và tin cậy. Vì vậy, live stream có khả năng bán hàng cao hơn và trong chương trình ngày hôm nay ở phần thi tài năng nông dân thì chúng ta sẽ cùng tham gia thi best streamer tìm nông dân livestream bán hàng xuất sắc nhất điểm chấm cho đội thắng cuộc là 15 điểm đội nhì là 10 điểm và đội ba là 5 điểm và yêu cầu ban tổ chức đưa ra ba sản phẩm bánh ga chiêm hóa trà túi lọc đậu đen lòng xanh chiêm hóa bún khô ngọc hội sản phẩm ô cốp đặt sao để ba đội lựa chọn livestream lần lượt từng đội sẽ diễn xuất nội dung livestream trong thời gian tối đa là 5 phút, đội nào có nội dung hay, ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, đầy đủ lợi ích của sản phẩm, diễn xuất tốt để làm nổi bật thương hiệu của sản phẩm nhằm thu hút người xem sẽ là đội thắng cuộc. Cả ba đội đã hiểu rõ thể lệ của phần thi này chưa ạ? Vâng ạ, chúng ta sẽ lần lượt đến với phần thi của từng đội một và ngay bây giờ thì xin mời đội Ngọc Hội ạ. Chào mừng các bạn đã đến với buổi live stream hôm nay. Thanh Hằng, Thanh Tùng và Như Quỳnh sẽ cùng các bạn khám phá một sản phẩm rất nổi tiếng của vùng đất chiêm hóa tuyên quang, đó chính là bún khô ngọc hội. Đây không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một phần tinh hoa ẩm thực Việt mang đến cho những người thưởng thức một trải nghiệm tuyệt vời. Xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa nổi tiếng với nghề làm bún truyền thống. Từ lâu, người dân quê tôi đã rất khéo léo tạo lên được một món bún này với từ nguyên liệu tự nhiên, sản phẩm có hương vị rất là đặc trưng của vùng quê hương Ngọc Hội của chúng tôi. Quy trình làm bún khô Ngọc Hội rất công phu và tỉ mỉ. Nguyên liệu chính làm từ gạo ngon được lựa chọn kỹ lưỡng, gạo được ngâm và xay nhuyễn thành bột, tạo thành sợi và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Bún khô Ngọc Hội rất nổi tiếng với sợi bún dai mềm. Hương vị đặc trưng thơm ngon. Bún khô rất dễ chế biến thành những món ăn ngon, hấp dẫn, mang đến những trải nghiệm ẩm thực đa dạng và phong phú. Bún khô Ngọc Hội không chứa hóa chất, không chất bảo quản. Đặc biệt là rất là ngon miệng và hấp dẫn, đạt được hạng được xếp hạng ô cốp 3 sao. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm chất lượng, một món ăn ngon để thêm vào hương vị của gia đình, hay muốn mang một chút hương vị quê hương đến bạn bè thân người thân hãy đặt hàng bún khô ngọc hội ngay hôm nay chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm ngon chất lượng nhất trong buổi livestream hôm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Ngọc Hội đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt. Giá niêm yết của sản phẩm là 30.000 một kg. Nhưng trong buổi livestream hôm nay, chúng tôi có chương trình giảm giá rất đặc biệt, 15% cho đơn hàng đầu tiên. Anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời này nhé. Để đặt hàng, hãy inbox hoặc gọi đến số điện thoại 0363 658 664 để được phục vụ nhé. Cảm ơn. Quý vị đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay, hãy cùng nhau thưởng thức và lan tỏa hương vị đặc biệt của bún khô Ngọc Hội nhé. Xin chào, chào và hẹn gặp lại vào buổi livestream live ngày mai. Chào mừng các bạn đến với buổi livestream của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, trong buổi livestream ngày hôm nay, đội ngũ lập sẽ cùng các bạn khám phá bánh gai Chiêm Hóa, một đặc sản nổi tiếng của Chiêm Hóa. Một đặc sản đạt hạng ô cốp 4 sao mang hương vị truyền thống, đậm nét văn hóa ẩm thực của vùng đất Tuyên Quang bánh gai chiêm hóa có từ xa xưa gắn với đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây bánh thường được sử dụng vào các ngày lễ tết bánh được làm từ những nguyên liệu tự nhiên với lớp vỏ bánh mỏng được làm từ bột gạo nếp cái hoa vàng hòa nguyện với lại lá gai nhân bánh được làm từ đỗ xanh đường kính trắng hấp chín trong khoảng 60 đến 80 phút và được đóng gói thành cặp bạn có dịp ghé thăm tuyên quang hãy thưởng thức bánh gai chiêm hóa một đặc sản nổi tiếng của vùng đất tuyên quang bánh gai chiêm hóa chúng ta sẽ cảm nhận được vị mềm mướt của bột nếp chút hương thơm của dừa vị thanh mát bùi của nhân đậu xanh sẽ cho bạn cảm giác một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời Hãy nhấn like và chia sẻ bài viết của chúng tôi để lan tỏa hương vị bánh gai chiêm hóa. Và để đặt hàng, hãy inbox và gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0973 345 630. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi livestream ngày mai. Xin chào các bạn đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay đội Hùng Mỹ chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn Trà túi lọc đậu đen xanh lòng huyện Chiêm Hóa do cơ sở nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát. Trà túi lọc đậu đen xanh lòng huyện Chiêm Hóa được sản xuất từ đậu đỏ và đậu đen xanh lòng được người Mông thôn Khuôn Làn được trồng tại vùng đất Chiêm Hóa Tuyên Quang. Đậu đen xanh lòng giàu chất dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe tim mạch và tốt cho người thường xuyên sử dụng rượu bia trứng bốc hỏa ở phụ nữ được đặc biệt trà túi lọc đậu đen xanh lòng huyện Chiêm Hóa được đánh giá là sản phẩm ô cốp 4 sao và một trong 7 sản phẩm ô cốp của tỉnh Tuyên Quang được xuất khẩu sang châu Âu. Trà túi lọc đậu đen xanh lòng Chiêm Hóa được thiết kế với dạng túi nên bạn có thể thích hợp khi mang đi thi, đi học hoặc đi du lịch. Muốn có một tách trà thơm ngon, bạn chỉ cần bỏ một tách trà vào cốc, hòa với nước sôi để khoảng 5 đến 7 phút. Bạn có thể cho thêm một ít mật ong hoặc chanh để tăng thương thêm hương vị của sản phẩm ạ. Kính thưa tất cả quý vị, trong buổi livestream ngày hôm nay thì đang có một chương trình rất khuyến mại rất là đặc biệt, khuyến mại 20% dành cho những người like và chia sẻ cho chúng tôi. Những đơn hàng đầu tiên sẽ được chúng tôi khuyến mại 20% với giá chỉ còn 100.000 đồng, 100.000 đồng một hộp này thôi ạ. 100.000 đồng. Rất là tuyệt vời ạ, rất là có hiệu quả. Nên là mọi người hãy chia sẻ và nhận ngay những sản phẩm của mình ạ. Và rất mong các bạn hãy chia sẻ trong buổi livestream ngày hôm nay để cho nhiều người biết đến về trà túi lọc đậu đen xanh lỏng chiêm hóa và không những có tác dụng giúp được chúng ta giải độc cho cơ thể và đối với tất cả các chị em mà chúng ta có thể giảm được là tình trạng giảm béo cho tất cả các chị em ạ. Phiên livestream của chúng ta được diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ và bây giờ đã là 15 giờ 55 phút. Vậy chỉ còn 5 phút nữa là hết phiên livestream của ngày hôm nay ạ. À. Vâng xin được cảm ơn toàn thể các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích trà túi lọc đậu đen xanh lòng của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream vào 8 giờ sáng ngày mai. À, chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Xin trân trọng cảm ơn vâng thưa quý vị thưa các bạn chúng ta đã vừa theo dõi phần livestream của ba đội đến trong chương trình ngày hôm nay với ba sản phẩm ô cốp đặc sản của huyện Chiêm Hóa và ngay sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí La Xuân Thủy Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Chiêm Hóa sẽ là nhận xét và chấm điểm ở phần thi này thì qua theo dõi uh, nội dung phần livestream của ba đội thì trước hết thì uh, thay mặt cho ban tổ chức xin được chúc mừng ba uh, đội đã thực hiện hoàn thành cái nội dung livestream của mình thì trước hết thì đối với ban tổ chức uh, nhận xét về Uh, đánh giá trong cái phần live stream của ba đội thì đội nào cũng thực hiện tốt đảm bảo đầy đủ nội dung uh, tuy nhiên trong cái live stream thì cũng có những có, có đội tức là uh, nêu lên được và uh, truyền thông được cái giọng từ giọng nói rồi là cái nội dung thì cũng đã truyền truyền thông được đến quý vị khán giả uh, thay mặt cho ban tổ chức tôi xin được uh, cho điểm như sau là đội thứ nhất là đội hùng mỹ là 15 điểm, đội Ngọc Hội 10 điểm và đội Yên Lập là 5 điểm. Xin chúc mừng ba đội. Vâng thưa quý vị và các bạn, là trên tay Hồng Ngân lúc này đã có số điểm của ba đội qua ba phần thi. Đội Ngọc Hội phần thi thứ nhất được 17 điểm, phần thi thứ hai được 50 điểm, phần thi thứ ba được 10 điểm và tổng số điểm là 77 điểm. Đội Hùng Mỹ phần thi thứ nhất được 19 điểm, phần thi thứ hai được 50 điểm, phần thi thứ ba được 15 điểm và tổng số điểm là 84 điểm. Đội Yên Lập, phần thi thứ nhất được 18 điểm, phần thi thứ hai được 50 điểm, phần thi thứ ba được 5 điểm và tổng số điểm là 73 điểm. Và thưa quý vị thưa các bạn, như vậy là với số điểm cao nhất 84 điểm thì đội đến từ Hội Nông Dân của xã Hùng Mỹ đã giành chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng! Và đứng ở vị trí thứ hai là đội đến từ Hội Nông Dân của xã Ngọc Hội. Xin chúc mừng! Đứng ở vị trí thứ ba đó là hội nông dân của xã Yên Lập. Xin chúc mừng ạ. Và xin mời ba đội sẽ bước lên phía trước để nhận quà của chương trình. Và xin trân trọng kính mời đồng chí La Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa sẽ lên trao quà cho ba đội chơi có mặt trong chương trình ngày hôm nay. các bạn chương trình nhà nông tài ba do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang phối hợp với hội nông dân tỉnh tuyên quang thực hiện đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau